À, xin chào các bạn, để gõ được tiếng Việt ở trên hệ điều hành Windows hoặc là Mac OS thì chúng ta thường sử dụng là bộ gõ Unikey ở trên máy tính à, thì có một cái bộ gõ tiếng Việt mà mình sẽ giới thiệu cho các bạn nó có nhiều ưu điểm hơn Unikey đó là EVKey thì trước tiên các bạn hãy uh, gỡ bỏ Unikey thì bây giờ mình sẽ vào trong cái mục là Control Panel Sau đó mình vào mục là Uninstall a program. Các bạn tìm cho mình là Unikey. Nếu mà không có ứng dụng Unikey ở trong đây, thì các bạn vào trong cái biểu tượng này. Các bạn click chuột phải vào trong biểu tượng chữ V. Bạn sẽ chọn là bản điều khiển. Bạn chọn là mở rộng. Ở trong cái mục là hệ thống thì các bạn sẽ bỏ đi là khởi động cùng Windows để khi mà à, các bạn khởi động máy tính lại thì nó sẽ không có chạy cái chương trình Unikey nữa. Thì bây giờ mình sẽ đóng luôn. Kết thúc. Bây giờ để tải EVkey. EVkey các bạn sẽ vào cái địa chỉ là evkeyvn.com thì các bạn cài đặt trên Windows bạn sẽ bấm vào đây là phiên bản 4.3.7. Các bạn cài cho hệ điều hành Mac OS thì các bạn sẽ bấm là phiên bản 3.3.8. Nếu mà trong quá trình sử dụng bạn có vấn đề gì thì bạn hãy gửi email cho tác giả. Ở trên Facebook thì có tác giả có đăng những cái chức năng cải tiến của bộ gõ EVK thì các bạn sẽ xem thêm ở đây. Ngoài ra nếu các bạn muốn ủng hộ tác giả thì bạn sẽ chọn vào mục Donate. Bây giờ mình sẽ bấm vào đây để tải về. Sau đó mình sẽ mở nó ra. Bây giờ mình bấm chuột phải để mình giải nén. Mình sẽ chọn Extract All. Sau đó chọn Extract thì nó sẽ có hai cái uh, phiên bản, phiên bản thứ nhất là dành cho máy tính uh, 32 bit, phiên bản thứ hai là máy tính chạy hệ điều hành 64 bit. Thì để kiểm tra 32 hay 64 thì các bạn bấm chuột phải vào trong ZBC, các bạn chọn Property Thì máy tính của mình đang sử dụng hệ điều hành 64 bit. Do đó mình sẽ dùng phiên bản 64 bit. Bây giờ mình sẽ bấm đúp để mình chạy. Thì ở mục cơ bản nó sẽ có những cái mục như là đặt dấu, đặt dấu tự do hay là sửa lỗi dấu gợi ý 1, gợi ý 2. Ở trong bảng mã thì mình sẽ chọn là Unicode. Kiểu gõ thì mình quen gõ là Verni. Còn nếu bạn quen gõ theo LED thì bạn chọn theo LED. Ở trong cái mục phím tắt thì nó sẽ cho phép À, các bạn tự thiết lập những cái phím tắt riêng như là à, bật tiếng việt hay là tắt tiếng việt hay là cài đặt f 5 f 6 chuyển mã ở trong cái mục hệ thống thì các bạn hãy chết cho mình là khởi động cùng windows để khi mà các bạn khởi động máy tính lên thì cái chương trình evk này nó cũng khởi động theo thì chúng ta mới gọi được tiếng việt kiểm tra cập nhật lúc khởi động thì đây là ưu điểm, tức là nếu mà có phiên bản mới thì nó thông báo và bạn kiểm tra bạn nâng cấp lên luôn. Chạy với quyền admin, tức là có một số phần mềm bắt buộc bạn phải chạy với quyền admin, tức là quyền cao nhất của máy tính để bạn gõ tiếng Việt. Thì các bạn cứ chết vào trong đây, chạy với quyền admin. Sau đó bây giờ mình đóng thì nó sẽ có cái biểu tượng chữ E là gõ tiếng Anh. Ở đây mình sẽ bấm là chữ V là gõ tiếng Việt. Bây giờ mình thử mình gõ. Đó là ở trên cái thanh trình duyệt web thì bạn gõ tiếng Việt rất là ok nè. Bây giờ mình thử gõ tiếng Việt ở trong Word. Như vậy mình vừa chia sẻ với các bạn bộ gõ tiếng Việt cải tiến EVK. Nếu bạn có những cái vướng mắc gì các bạn hãy để lại trong phần bình luận video. Xin cảm ơn các bạn rất nhiều.